Dạy học trực tuyến là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Đây là nhận định tại hội nghị trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức với sự tham dự của 63 Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với 34 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước. Hội nghị nhằm đánh giá chất lượng dạy học trực tuyến, dạy học từ xa trong thời gian qua. Trong giai đoạn dịch COVID-19, ngành giáo dục đào tạo đã thực hiện khẩu hiệu tạm dừng đến trường, không dừng học. Học sinh không đến trường nhưng vẫn tiếp cận với kiến thức, với thầy cô, được kết nối thông qua môi trường mạng. Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định phương thức dạy học trực tuyến không chỉ là giải pháp tạm thời trong mùa dịch mà còn là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục từ mầm non đến đại học. Tới đây thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông mới là học sinh học bắt buộc từ lớp 3, môn tin học. Thì chúng ta tăng các cái kỹ năng chuyển đổi số trong môn học này. Cùng với lại tiếng Anh cũng được bắt buộc từ lớp 3. Thì chúng ta sẽ có một cái thế hệ công dân toàn cầu. Tuy nhiên, việc triển khai dạy học trực tuyến cũng còn nhiều hạn chế cần khắc phục, đặc biệt là đối với những địa phương vùng sâu vùng xa, vùng điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Cụ thể, chỉ có khoảng gần 40% học sinh ở các tỉnh Bắc Trung Bộ học qua Internet và truyền hình, trong khi con số này ở các thành phố trực thuộc Trung ương là hơn 80%. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết sẽ hoàn thiện dự thảo quy chế dạy học trực tuyến từ xa trên truyền hình để làm cơ sở cho các nhà trường thực hiện, coi đây là phương thức dạy học chính thức.